Biết mình bị nhiễm Covid-19, cô gái vẫn đi hết từ quán ăn đến rạp chiếu phim rồi vô tư khoe lên TikTok. Tối ngày 27 tháng 12, cư dân mạng một phen dậy sóng với clip TikTok của một cô gái trẻ khoe mình bị mắc Covid-19 vẫn đi chơi khắp nơi cùng với bạn bè. Trong clip, cô gái có tên là TV kể việc mình bị mắc Covid-19 trong lúc xa nhà. Vì quá tủi thân, cô nàng đã đi chơi khắp nơi để hết buồn, mặc dù bản thân vẫn đang dương tính. Cụ thể, cô nàng đã đến quán ăn công cộng mỗi ngày, đi chơi Noel vào đêm 24 tháng 12 cùng với bạn. Đêm 25 tháng 12 lại tiếp tục đi ăn uống cùng với nhiều bạn bè. Thậm chí, vào những ngày tiếp theo, cô còn đi đến rạp chiếu phim. Điều đáng nói là tất cả những chuyến đi chơi của cô nàng này đều tập trung rất nhiều bạn bè và đến những nơi đông người có nguy cơ lây nhiễm cao. Clip trên nhanh chóng nhận về vô số lời chỉ trích từ cư dân mạng về sự vô ý thức của cô gái. Nhiều người đã bức xúc đến mức lưu video để gửi lên cơ quan chức năng và các cơ quan báo đài. Chỉ sau vài tiếng, cô nàng đã xóa video, thậm chí là khóa cả TikTok, nhưng rất nhiều người đã nhanh tay lưu lại làm chứng cứ. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận: "Trời ơi, bạn này có ý thức không vậy? Chưa thấy F0 nào mà đi tung tăng khắp nơi như vậy luôn. Không còn từ ngữ nào để diễn tả với hành động của bạn này." Theo quy định của pháp luật, nếu cá nhân che giấu hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác sẽ bị xử phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Mức phạt này cũng được áp dụng với hành vi không thực hiện việc xét nghiệm phát hiện bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mức phạt có thể tăng cao từ 5 đến 10 triệu đồng khi có hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định. Đặc biệt, nếu hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, mức phạt từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm với một trong các hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Mức phạt có thể tăng đến 12 năm tù nếu mức độ gây nguy hiểm cho cộng đồng ở diện rộng, gây tổn hại lớn đến kinh tế xã hội.